chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 7 tháng 4 năm 2023, tôi đang có mặt tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Tôi sẽ cập nhật tiến độ xây dựng đường ven biển Núi Đèn tại phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Trên địa bàn thành phố Hà Tiên hiện đang có rất nhiều dự án được triển khai xây dựng, kể đến như mở rộng quốc lộ 80 trên địa bàn thành phố Hà Tiên, nâng cấp đường tỉnh lộ 28 ra khu du lịch Mũi Nai, mở rộng đường Nguyễn Phúc Chu quy mô rộng 6 làn xe và nâng cấp đường ven biển Núi Đèn từ ngã ba giao với đường tỉnh lộ 28 chạy quanh chân Núi Đèn kết nối vào khu du lịch Mũi Nai. Và bây giờ quý vị cùng tôi đi đến đường Núi Đèn nhé. Điểm xuất phát tôi sẽ chạy từ khu đô thị mới Hà Tiên trên đường Võ Văn Kiệt, mặt đường rộng 4 làn xe, kết nối từ trung tâm nội ô chợ Hà Tiên vào khu đô thị mới và đi đến đường Núi Đèn. Trên tuyến đường này, phía bên tay trái quý vị đang xem là công viên ven biển, chạy đến gần vòng xoay trung tâm khu đô thị mới. Hiện đang có các dự án đang xây dựng như dự án Hà Tiên New Vegas, Hà Tiên Cantoria và chợ đêm Hà Tiên đã đặt trong khu đô thị từ năm 2018 đến nay. Đây là nơi để dừng chân mỗi khi du khách về tham quan du lịch tại thành phố Hà Tiên. Tôi đã chạy đến đường Hà Hy Giáp, tuyến đường này có con dốc cao đi dưới chân núi Bãi Nò. Ở khu vực này trong tương lai sẽ xây dựng các dự án nghỉ dưỡng, du lịch. Các hộ dân đang sinh sống tại đây có thể sẽ di dời về nơi khác và đền bù giải tỏa. Đường Hà Hy Giáp sẽ kết nối vào đường ven biển Núi Đèn. Hiện tại, tuyến đường đã được nâng cấp thảm nhựa trước Tết Nguyên Đán 2023, mặt đường rộng khoảng 7m. Và đang trong quá trình thi công lắp đặt cống thoát nước. Nằm trên cung đường này có 1-2 quán ăn phục vụ các món hải sản và đặc biệt không thể bỏ qua khi đến đây phải thưởng thức món gà đốt Campuchia. Hiện tại, theo trên bản đồ giao thông ở thành phố Hà Tiên, có 2 con đường từ trung tâm chợ Hà Tiên để ra khu du lịch Mũi Nai. Tuyến đường thứ nhất là chạy trên đường tỉnh lộ 28. Đường tỉnh lộ 28 cũng đang trong quá trình xây dựng mở rộng lên 6 làn xe. Và thứ hai là tuyến đường tôi đang chạy sẽ bắt đầu từ khu đô thị mới Hà Tiên, đi đến đường Hà Hy Giáp, rẽ ra đường ven biển Núi Đèn, sẽ vào tới khu du lịch Mũi Nai. Tôi đã chạy tới ngã ba hướng ra Núi Đèn. Quý vị cùng tôi trải nghiệm tuyến đường ven biển Núi Đèn này đẹp như thế nào nhé. Nhà thầu đang trong quá trình bó lề hai bên đường. Mặt đường rộng 7m và sẽ được thảm nhựa nóng toàn bộ tuyến đường. Và bây giờ quý vị cùng tôi ngắm nhìn khoảng 1 phút cung đường ven biển Núi Đèn từ trên cao.
có thể nhận xét và đánh giá. Tôi chọn đây là tuyến đường có khung cảnh có view đẹp nhất trên địa bàn thành phố Hà Tiên. Còn quý vị và các bạn cảm nghĩ như thế nào hãy để lại dưới video một lời bình luận nhé. Vào các ngày lễ lớn, du khách đến tham quan du lịch Hà Tiên đều phải đến đây tận hưởng. Những cơn gió mát từ biển thổi vào, nhâm nhi vài lon bia thì quá tuyệt vời cho một chuyến đi. Trước khi chưa được đầu tư xây dựng tuyến đường thì nơi đây mặt đường hơi gồ ghề, có nhiều ổ gà, ổ voi xuất hiện vào mùa mưa. Hiện tại mặt đường đã được thảm nhựa, các phương tiện sẽ chạy vi vu, lướt theo cơn gió mát bên cạnh bờ biển. Bên công trình đô thị họ có lắp đặt các thùng rác phục vụ người dân để có ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi xuống biển. Tuy nhiên ý thức của mỗi cá nhân vẫn chưa được cải thiện, nhìn trên thực tế tuyến đường vẫn xuất hiện nhiều ly nhựa, bọc ni lông, làm mất đi vẻ đẹp của tuyến đường và gây ô nhiễm môi trường. Trên tuyến đường ven biển Núi Đèn, quý vị nhìn thấy có một đường dây điện vượt biển ra xã đảo Tiên Hải của thành phố Hà Tiên, hay còn gọi là quần đảo Hải Tặc. Quần đảo Hải Tặc cũng là một nơi lý tưởng để quý vị đến tham quan và trải nghiệm. Chỉ cách 45 phút đi tàu từ đất liền ra đảo. Trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, các hòn đảo mục tiêu quan trọng đã và đang được kéo điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân và giữ vững an ninh quốc phòng. Cũng gần khu vực đường dây điện vượt biển có một ngôi chùa mới xây dựng mang tên di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang. Ngôi chùa này có view hướng ra biển với kiến trúc cổ điển. Đây sẽ là nơi để du khách đến hành hương tham quan. Hiện tại mặt đường chưa được thảm nhựa toàn tuyến. Đoạn từ khu resort Núi Đèn kéo dài đến đường vào khu du lịch Mũi Nai sẽ làm hệ thống cống thoát nước dọc theo chân núi. Với quy mô chiều rộng và cao của mặt cống khoảng 1-2 m, mục đích làm cống thoát nước với kích cỡ lớn để giúp thoát nước nhanh và hiệu quả cao. Ở khu vực này vài năm trước có xây dựng đê chắn sóng và bơm cát trắng. Thời gian trôi qua vài năm thì bị sóng biển đẩy dạt lên cao, cỏ, cây cối, rác thải xuất hiện rất nhiều. Tôi đã chạy hết tuyến đường ven biển Núi Đèn và quay thực tế hình ảnh đang xây dựng gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã xem video và gửi tặng cho kênh một like nhé, để kênh có tinh thần ra video khắp nơi. Gửi đến quý vị và các bạn cùng xem. Xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye quý vị.